Đức Thánh Cha khai mạc hội nghị về Linh Mục từ ngày 17 đến 19 tháng 2 2022 tại Đại Thánh Phòng Phaolô thứ 6 Đức Thánh Cha sẽ khai mạc hội nghị chuyên đề vì một nền thần học nền tảng về Linh Mục Hôm thứ Bảy vừa qua Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết hội nghị chuyên đề được tổ chức bởi Đức Hồng Y Mark Uenlet Tổng trưởng Bộ Giám Mục và Trung tâm Nghiên cứu và Nhân học về ơn gọi Trong ba ngày các diễn giả uy tín sẽ luôn phiên trình bày và giúp các tham dự viên suy tư và đối thoại về các chủ đề, truyền thống và những chân trời mới, ba ngôi, sứ vụ và bí tích, độc thân, đặc sủng, linh đạo. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh viết, thế giới và giáo hội đang phải đối diện với các hiện tượng căng thẳng, chia rẽ, phân mảnh do đe dọa hòa bình và tình huynh đệ phổ quát. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha đã khởi động một tiến trình hiệp hành nhằm làm gia tăng sự tham gia hiệp thông và sứ vụ trong dân Chúa Đức Hồng Y Maruien Led mời gọi các giám mục linh mục giáo dân tu sĩ cùng quy tụ để suy tư về các tương quan giữa các thừa tác vụ linh mục giáo dân và tu sĩ làm hòa hợp sự đóng góp của họ một cách rõ ràng và đồng thuận theo lời mời gọi nên thánh của mỗi người vì vậy sứ mạng của hội nghị là đào sâu thần học về linh mục nhằm tái khẳng định những đặc tính thiết yếu của truyền thống công giáo về căn tính linh mục và nhìn ơn gọi linh mục trong bối cảnh toàn cầu của giáo hội. Đức Hồng y Tổng trưởng nói thêm, sáng kiến này cũng nhằm đánh thức lòng nhiệt thành đức tin của chúng ta đối với hồng ân Chúa và tạo động lực mới cho việc cổ võ ơn gọi.